thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu xuân năm 2022 là những ngày rét kỷ lục so với cùng kỳ trong suốt hơn 40 năm qua. Những tưởng là cây đào trước sân khu nhà lưu niệm đồng chí Tô Hiệu không thể ra hoa. Thế nhưng, những mầm lá vẫn xanh, những nụ hoa vẫn hé và sắc đào vẫn thắm. Chất chiều dưỡng chất từ đất mẹ quê hương vươn lên trong điều kiện thời tiết giá lạnh ngặt nghèo. Những mầm đào ấy cũng chính là những mầm đào cách mạng, là tinh thần cách mạng của một người con ưu tú của quê hương Xuân Cầu, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên. Đó chính là đồng chí Tô Hiệu. Giữa ngục tù khắc nghiệt hiểm nguy, đồng chí vẫn gieo lên những hạt mầm cách mạng và đã biến nhà tù đế quốc trở thành trường học cách mạng. Và ngày hôm nay đây, khi sắc hoa thắm nở giữa trời hòa bình, chúng ta lại có mặt ở đây trong không gian của khu lưu niệm đồng chí Tô Hiệu tại làng Xuân Cầu để kể cho nhau nghe những câu chuyện bình dị mà sáng trong phẩm chất đạo đức cách mạng của người con ưu tú làng Xuân Cầu, để luôn thấy sáng mãi tinh thần Tô Hiệu. Nằm bên dòng sông Nghĩa Trụ hiền hòa, Xuân Cầu là một làng Việt cổ có lịch sử hơn 2.000 năm, nổi tiếng là đất địa linh nhân kiệt. Ở nơi đó có một dòng họ là nơi sản sinh ra rất nhiều người con ưu tú của dân tộc. Họ là dòng dõi con cháu của cụ Đốc Nam Tô Ngọc Nữ. Bên cạnh những người cháu như đồng chí Lê Văn Lương, nhà văn Nguyễn Công Hoan, thì có hai người chắt nội của cụ là hai anh em nhà cách mạng Tô Chấn, Tô Hiệu. Hai trong năm người con của cụ Tô Y và cụ bà Ngô Thị Lý. Phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và quê hương, đồng chí Tô Hiệu đã tham gia cách mạng rất sớm khi mới 14 tuổi, bị thực dân Pháp bắt và đẩy đi Côn Đảo lúc 18 tuổi. Ra tù, đồng chí lại tiếp tục hoạt động cách mạng tại nhiều địa phương. Cuối năm 1939, lại bị thực dân Pháp bắt đẩy đi Sơn La. Nơi đây ghi dấu đậm nét một tinh thần cộng sản kiên trung đã biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng của đồng chí Tô Hiệu, là một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng. Dưới sự chỉ đạo của Tô Hiệu và chuẩn bị những người khởi nghĩa thế nào, làm điều hành công việc của nhà nước ra sao, quân sự thế nào, chính trị thế nào, kinh tế làm sao, có công tác văn hóa như thế nào, thế là đều chuẩn bị, đúng là chuẩn bị một mấy trăm cán bộ để sau ra có thể tổ chức khởi nghĩa, tổ chức quân đội, tổ chức chiến tranh. Mà những anh em ra tù rồi về tham gia vào khởi nghĩa cách mạng tháng 8 ấy, thì tất cả đều vận dụng cái tổ chức học tập nhà tù ra ngoài tổ chức chính quyền cách mạng của ta. Anh em quen rồi, cho nên là sau này cách mạng tháng 8 anh em làm ủy ban chính quyền các cấp là rất nhanh thôi. Với 32 năm tuổi đời, 18 năm quyết dấn thân và hy sinh vì độc lập của dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Tô Hiệu là một tấm gương sáng của một người chiến sĩ tiên phong, một người cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng ta. Xin kính chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Trương ạ. Rất vui được đón Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Trương về tham dự chương trình Sáng mãi tinh thần Tô Hiệu do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sản xuất nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của nhà cách mạng liệt sĩ Tô Hiệu ạ. Và xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây sẽ là người kể cho chúng ta nghe những câu chuyện thú vị về cuộc đời hoạt động cách mạng của liệt sĩ Tô Hiệu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Trương, Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ạ. Phó Giáo sư Tiến sĩ đang rất là chăm chú để đọc bức chướng này. Ngọc Anh xin phép được đọc được không ạ? Cảm ơn. Cuộc đấu tranh vượt bể băng ngàn, kết giao tuấn kiệt, tuyển lựa hiền tài, chọn một đời vì Đảng vì dân, vầng nhật nguyệt ngời soi khí phách, đường cách mạng vào tù ra tội, kiên định tử sinh, đạp băng uy vũ, trải bao độ thử vàng thử sức, đấng anh hùng chói sáng tinh khôi. Dưới góc độ của một người viết tiểu sử của đồng chí Tô Hiệu thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Trương có cảm nhận như thế nào khi mà đọc bức chứng văn này ạ? Bức chứng của giáo sư Vũ Khiêu nói rõ được cái quá trình hoạt động và những cống hiến quan trọng của đồng chí Tô Hiệu đối với cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng toát lên cái khí phách của nhà cách mạng Tô Hiệu trong cái tiến trình
phục vụ Đảng và phục vụ nhân dân. Ngay từ câu đầu tiên, cuộc đấu tranh vượt bể băng ngàn thì Ngọc Anh đã dần cảm nhận được tinh thần khí phách của người làm cách mạng ở trong đó, cũng tổng kết nhiều điều về hành trình làm cách mạng của đồng chí Tô Hiệu. Thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Chương sẽ giúp cho khán giả hình dung rõ hơn về điều này ạ. Vượt biển băng ngàn, cái chung nhất là nói là vượt tất cả những khó khăn, nhưng đồng thời vượt qua cái khó khăn tù khổ sai ở nhà tù Côn Đảo cũng như là ở nhà tù Sơn La. Tôi hiểu là bắt đầu hoạt động yêu nước từ năm 1926 trong cái cuộc đấu tranh đòi để tang của Phan Châu Trinh. Đồng chí bị buộc phải thôi học. Lên Hà Nội thì đã nhập cuộc vào cái cuộc đấu tranh chung dưới sự lãnh đạo của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tạo cơ sở cho cái sự thâm nhập của chủ nghĩa Mác-Lênin của nước ta. Và đồng thời nó đẩy nhanh cái cuộc vận động thành lập Đảng. Giai đoạn thứ hai, Tô Hiệu bị bắt khổ sai ở Côn Đảo, nhanh chóng giác ngộ chủ nghĩa cộng sản. Đồng chí đã được kết nạp tại cái nơi đen tối nhất của ngục tù đế quốc và tham gia vào cái việc mà xây dựng cái chi bộ cộng sản ở nhà tù Côn Đảo. Giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn đồng chí ra tù và trở về quê hương, sau đó là kết nối nhân tài, khôi phục cái tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ và lãnh đạo cuộc đấu tranh ở Bắc Kỳ nói chung cũng như là thành phố Hải Phòng nói riêng. Giai đoạn thứ tư, đồng chí Tô Hiệu hoạt động ở trong nhà tù, lãnh đạo cái cuộc đấu tranh ở đây, huấn luyện đào tạo những nhà lãnh đạo rất là ưu tú của Đảng và nhà nước ta, tổ chức cho bốn đồng chí như là Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Trân, Trần Đăng Ninh, Lưu Đức Hiểu vượt ngục thành công, trở về trở thành những người lãnh đạo của cách mạng. Đúng là trong ngục tù trần gian thì vẫn sáng lên tinh thần cộng sản, bởi trái tim người cách mạng sẽ không héo bao giờ, gieo ý nhạc vần thơ trong mai sau hát mãi. Ngay sau đây thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Chương cũng như là quý vị khán giả sẽ cùng lắng nghe bài thơ Anh về cùng mùa hoa của tác giả Tạ Hữu Yên qua giọng ngâm của các nghệ sĩ đến từ nhà hát chèo Hưng Yên. Rớt xuống trang thơ tôi cánh hoa đào phớt đỏ, chiều Sơn La lặng gió, tôi nghe hoa thì thầm, tôi nghe nụ nảy mầm kẽ tường nhà ngục, chờ chăn và khó nhọc trong giá lành mùa đông. Cái hạt non anh trồng nở mùa đào cộng sản, nụ hoa chung chim hồng, khoảng trời bừng nắng rạng. Trái tim người cách mạng sẽ không héo bao giờ, gieo y nhạc vần thơ, cho mai sau hát mãi. Trang thơ tôi đầm lại giữa nhà tù Sơn La. Hiệu ơi, có phải anh về cùng mùa hoa? Kết
kết giao Tuấn Kiệt, tuyển lựa hiền tài. Từ đó thì Ngọc Anh có liên tưởng tới một nhận định, đó là đồng chí Tô Hiệu là một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, có đóng góp to lớn trong việc khôi phục hệ thống tổ chức Đảng và phong trào cách mạng. Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Trương có thể giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về điều này, đặc biệt là vai trò của đồng chí Tô Hiệu trong thời gian ở Hải Phòng, rồi vai trò trong việc khôi phục lại xứ ủy Bắc Kỳ ạ. Thì năm 1936 thì đồng chí bắt đầu là đi ra Hà Nội, lập tức tiến hành cái việc liên lạc với là các đồng chí bị tù đầy ở Sơn La, Côn Đảo, rồi bên Lào trở về, đồng chí Trường Chinh, Nguyễn Văn Cử, Trần Huy Liệu, các đồng chí ở Quốc tế Cộng sản về, học ở Liên Xô về, tìm gặp Đặng Thái Mai, Võ Nguyên Giáp, Trần Đình Long, như là Nguyễn Thế Dục và một bộ phận khác ấy, ở Lào về, như là đồng chí Trần Quốc Hoàn. Dưới sự lãnh đạo đồng chí Nguyễn Văn Cử thì đồng chí Tô Hiệu đã tham gia vào cái ủy ban sáng kiến vận động để khôi phục cái tổ chức Đảng, thành lập cái xứ ủy lâm thời Bắc Kỳ. Đồng chí Tô Hiệu là thường ủy viên vào tháng 5 năm 1937. Rồi đến tháng 11 năm 1937 thì đồng chí Tô Hiệu cũng lại tham gia vào việc thành lập cái liên xứ ủy Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Những cái sự kiện này cho thấy rằng là cái vai trò rất lớn của đồng chí Tô Hiệu trong cái việc khôi phục cái tổ chức Đảng ta, đặc biệt là Bắc Kỳ, lãnh đạo Mặt trận Dân chủ trong cái thời kỳ 36-39 thành công. Toàn bộ những cái hoạt động mà thành lập xứ ủy Bắc Kỳ cũng như là xứ ủy Bắc và Trung Kỳ đấy, cái hội nghị đó đều diễn ra ở nhà đồng chí Tô Hiệu thuê Hà Nội ở Phú Hồng 1. Đặt trong cái bối cảnh mà sau khi mà Xô Viết nghệ tĩnh, thực dân Pháp đại khủng bố, tổ chức Đảng bị phá hủy hết, thì cái việc khôi phục tổ chức Đảng năm 1937 đấy thì đã có ý nghĩa rất to lớn đối với cái hoạt động vận động cách mạng của Đảng ta trong cái thời kỳ này. Lý Tô Hiệu còn tiến hành một loạt các hoạt động khác, phát triển cơ sở cách mạng, đồng thời xây dựng chi bộ ở các cái tỉnh như là Hưng Yên, như là Bắc Ninh, như là Hải Dương. Năm 1939, sau khi đồng chí Nguyễn Văn Linh được điều động vào miền Nam công tác, thì đồng chí Tô Hiệu được giao đặc trách cái liên khu B, bao gồm các cái tỉnh duyên hải Bắc Kỳ, đặc biệt là trực tiếp phụ trách thành phố Hải Phòng. Từ tháng 2 năm 1939, một thời gian rất ngắn, nhưng mà sự xuất hiện của Tô Hiệu thì đã thúc đẩy cái phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Hải Phòng lên rất lớn. Cái thời kỳ đồng chí lãnh đạo ở đấy tổ chức đến 30 cuộc đấu tranh của công nhân Hải Phòng, thì đồng chí cũng đã đào tạo nên rất nhiều cán bộ cho Đảng ta, ví dụ như bà Trương Thị Mỹ, ví dụ như là bà Hoàng Ngân, ở chỗ nào thì đồng chí Tô Hiệu cũng đều chú ý đến mấy cái việc, một là củng cố phát triển Đảng và làm rất tốt cái công tác cán bộ đào tạo cho Đảng. Và nói đến đồng chí Tô Hiệu thì không thể không nhắc đến một khía cạnh, đó là đã biến nhà tù Đế Quốc trở thành trường học cách mạng. Và đây cũng chính là một khía cạnh trong bài chướng như chúng ta có thể thấy, đó là kết giao Tuấn Kiệt, tuyển lựa hiền tài. Thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ có thể giúp quý vị khán giả rõ hơn về điều này ạ. Đặc biệt là ở thời kỳ đồng chí bị lưu đày ở nhà tù Sơn La, xây dựng cái chi bộ chính thức của nhà tù Sơn La, tổ chức các hoạt động của chi bộ, ngoài cái việc đấu tranh mà bảo vệ cái sự sống của những người tù, thì Tô Hiệu còn đào tạo cán bộ. Tất cả những người dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tô Hiệu trải qua nhà tù Sơn La ở thời kỳ này, sau này đều trở thành nhà lãnh đạo ưu tú của Đảng ta trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực chính trị và lĩnh vực quân sự. Đồng chí Lê Thanh Nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tâm, đồng chí Đức Thọ và đồng chí Nguyễn Văn Trân. Còn bên lĩnh vực quân sự như là đồng chí Văn Tiến Dũng, đồng chí Sông Hào, vân vân. Thưa ông, là trong hoàn cảnh ngục tù thiếu thốn khắc nghiệt như vậy và luôn luôn phải đối phó với những cái sự rình rập của kẻ thù, thì cái việc mà đồng chí Tô Hiệu đã tuyên truyền cách mạng cũng như là xây dựng các chương trình hành động cách mạng được thực hiện như thế nào ạ? Do cái tài vận động và đối với lại binh sĩ, đối với nhân dân ở xung quanh, thì cũng khắc phục được cái việc giấy bút. Thậm chí trong nhà tù thì đồng chí Tô Hiệu còn ra cái báo xôi reo. Cái việc như vậy đấy thì đều hoàn toàn là làm bí mật. Thì cái việc giảng dạy và học tập cũng như là thảo luận ấy, thì diễn ra trong bất kỳ trong cái điều kiện nào. Có thể là trong những giờ bị giam giữ, hoặc là trong cái lúc mà phải đi làm khổ sai, đúng không? Hoặc là những cái lúc mà được phép đi ra ngoài sân của nhà tù, thì các cái nhóm học tập sẽ tổ chức là
là giảng dạy cũng như là cái việc thảo luận, và nó đã đem lại cái niềm tin trên cơ sở khoa học để củng cố cho cái niềm tin đối với lại cái thắng lợi của cách mạng. Và có lẽ chính vì lẽ đó mà có rất nhiều bài thơ mà các cựu tù chính trị Sơn La viết về đồng chí Tô Hiệu và viết về người như là những bản hùng ca. Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe bài thơ Tô Hiệu bản hùng ca của tác giả Chu Hà, là một cựu tù chính trị tại Sơn La. Vẫn sống mãi tấm gương Tô Hiệu, người học sinh giàu năng khiếu Xuân Cầu. Cảnh nhà tan nước mất quặn lòng đau, sớm giác ngộ đi theo đường cách mạng. Bị đế quốc đầy côn lôn phát vãng, bao phen định vượt biển thoát ngục tù, bị phạt giam hầm xây lúa bụi mù, máy thóc chấu làm cho mờ mắt, gây mầm bệnh ho lao quái ác. Hết hạn tù anh trở lại quê hương, tấm ngực gầy thảm hại trơ xương, bỗng khóc òa thương cảm. Mặc sức khỏe đương còn suy giảm, vẫn hiên ngang cốt cán phong trào, sống chan hòa lặn lội với cần lao. Ý chí trung kiên, tinh thần tận tụy, Tô Hiệu được cử vào ban xứ ủy, về Hải Phòng dấy lên phong trào cách mạng. Bãi công mãi thị đòi quyền sống làm người, một lời thề son sắt chẳng hề nguôi. Đánh đổ quân thù giành non sông đất nước, việc chưa thành không may bị bắt, dặn đồng chí mình tin tưởng ở ngày mai. Vinh quang thay khi cách mạng thành công, thành phố Hải Phòng mang tên Tô Hiệu. Người lãnh đạo ngoan cường tiêu biểu, đã trọn đời chiến đấu hy sinh, ngay trong ngục tù vẫn hăng hái kiên trung. Sớm có chủ trương kịp kỳ diệu, cùng Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu,
lập ra chi bộ nhà tù, phá âm mưu thâm độc của quân thù, biến ngục tù Sơn La thành mái trường cách mạng. Vang tiếng suối reo trong veo tính đàn, vượt gian nguy xiết mấy tự hào, đào tạo nhiều cán bộ ưu tú cho phong trào, gieo mầm cứu quốc ngay trong lòng xứ thai. Đất cằn xưa đang đơm hoa kết trái, cây xanh lộc biếc ứ nhựa lên cành. Anh nằm đấy giữa nghĩa trang ấm áp, như ngân vang một bản hùng ca. Anh Tô Hiểu ơi, xin thắp nén hương nghiêng mình tưởng niệm. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Chương, là trong suốt quá trình nghiên cứu về tiểu sử của đồng chí Tô Hiểu, thì Phó Giáo sư có thấy xuất hiện của tên một người phụ nữ đặc biệt nào hay không ạ? Thì tôi thấy xuất hiện bà Nguyễn Thị Tì, tức là bà Vân Tường, người mẹ của đồng chí Tô Hiệu, là bà Khả Y đã hỏi bà này để dự định là lấy làm vợ cho đồng chí Tô Hiệu. Tuy nhiên ấy, thì đồng chí Tô Hiệu đã tìm mọi cách để mà để đi lấy chồng, bởi vì đồng chí nghĩ rằng là đi hoạt động cách mạng thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, có thể là người phụ nữ đó không quá sống thì cũng là quá chết. Ý định là để bà ấy sẽ quên cái việc ấy đi, lấy lấy chồng cho nó hạnh phúc. Cái điều đó nó thể hiện cái nhân văn của người cộng sản, rằng là mình lo những công việc của tổ quốc, của đất nước, nhưng cũng không quên cái hạnh phúc cá nhân của những người khác. Thưa quý vị và các bạn, trong không gian của khu nhà lưu niệm đồng chí Tô Hiệu thì có một bức ảnh ở đây. Tuy chưa một lần được làm vợ, thế nhưng ở đây đã có treo bức ảnh của bà Nguyễn Thị Tì. Và để tìm hiểu rõ hơn về người phụ nữ trong bức ảnh này thì chúng tôi đã mời đến đây một nhân vật đặc biệt ạ. Năm 1975 thì bà Tì về nghỉ hưu. Lúc đó tôi là bí thư đảng ủy xã. Tôi thấy hoàn cảnh bà cụ ấy là neo đơn, không chồng, không con, không mình. Thì khi về thì được cơ quan nhà nước cung cấp cho một số danh tre lứa lá. Thì tôi thấy như thế thì tôi huy động chi bộ, thì giờ bà con nhân dân dựng giúp cụ lên 4 gian nhà lá. Năm 1978, khi xã thành lập cái đoàn đi thăm tỉnh ủy Sơn La và nhà bảo tàng Sơn La, thì có mời bà cụ đi, thì có một số các cháu người Thái có hỏi bà cháu hỏi thật bà, thấy có phải là nếu ông Tô Hiệu còn sống thì bà với ông Tô Hiệu xây dựng gia đình với nhau có phải không? Thì bà cụ trả lời nguyên văn thế này: cũng chưa hẳn như thế, tôi với anh Hiệu thì chỉ là cái lời giao ước của hai gia đình thôi. Thế tôi có nghĩ là trong cái sợi phong kiến ấy, hai gia đình bố mẹ đã giao ước với nhau thì chính là đã định hình thành cái mối hôn nhân của một cặp vợ chồng rồi, cho bà cụ giữ chọn cái lời hứa ấy mà tôn trọng ý kiến của hai gia đình. Thì cụ ở vậy, cụ vẫn là bàn thờ tổ tiên thôi, nhưng riêng có một góc, tức là lúc nào có ảnh không tôi hiểu. Và căn cứ cái bài thơ cụ làm thì tôi cho là cái đó là có thật chứ không phải là hư cấu. Rất là cảm ơn những thông tin mà ông Quản Ngọc Tuấn đã mang đến chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe lại bài thơ mà bà Tì đã viết khi mà nhận được bức ảnh của đồng chí Tô Hiệu do ông Tô Quang Đầu tìm lại được tại Sở Mật Thám Hà Nội vào năm 1957 và có gửi tặng lại cho bà Tì ạ. Lòng
ngậm ngùi ly biệt lúc sầu tuôn. Tím gan tưởng nhớ sao ước, nát ruột đành cam giọt lệ hồng. Vậy thì tinh thần Tô Hiệu đã được lan tỏa như thế nào ở nơi chốn ngục tù cũng như là trong phong trào cách mạng sau khi mà đồng chí Tô Hiệu qua đời ạ? Tinh thần Tô Hiệu ấy, thì đó là một cái cụm từ mà được đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã viết trên cái báo cờ giải phóng từ tháng 1 năm 1945. Và chính đồng chí Trường Chinh trong cái bài viết này đã kêu gọi là toàn thể những người cách mạng Việt Nam sẽ phát huy cái tinh thần Tô Hiệu, giữ vững được cái tinh thần đấu tranh của những người tù ở nhà tù Sơn La để mà góp phần chung vào cái thắng lợi của cách mạng tháng 8. Tinh thần ấy đã được phát huy trong cuộc kháng chiến chống Pháp với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc, quyết sinh, tiếp tục phát huy hơn nữa trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ với cái tư tưởng của Hồ Chí Minh không có gì quý hơn độc lập tự do, và đem lại cái thắng lợi của cách mạng nước ta trong cái thế kỷ 20. Ở đồng chí Tô Hiệu thì còn có chân dung của một người thanh niên rất là lạc quan, tinh thần lạc quan cách mạng, vui tính, yêu đời. Không biết là có câu chuyện cụ thể nào về khía cạnh này của đồng chí Tô Hiệu hay không ạ? Chính cái phong cách, cái lối sống của Tô Hiệu đã ảnh hưởng rất lớn đến người tù nghiện ngập, nghiện rượu, nghiện thuốc, vân vân, nghĩ mình không còn tương lai nữa, như thế là đến đây là chấm dứt. Nhưng mà dưới sự khuyến khích của Tô Hiệu thì đã trở thành người lạc quan, tích cực tham gia và giúp đỡ Tô Hiệu liên lạc, chuyển tài liệu và thăm dò những cái tình hình ở bên ngoài. Sau này có làm một bài thơ vẫn để lại: bởi có anh ở bên cạnh tôi rồi, bởi lòng anh đã sưởi ấm lòng tôi. Không phải chỉ là cái lan tỏa trong những người cộng sản ở trong tù mà đã thuyết phục cũng như là cuốn hút và cảm hóa được những người tù khác. Tôi đã đi lính cho Pháp, trở thành cai coi tù ở nhà tù Sơn La, được đồng chí Tô Hiệu, đồng chí Long, đồng chí Khuất Duy Tiến, đồng chí Hảo trực tiếp giác ngộ cho tôi, dạy chữ Pháp, tiếng Pháp và truyền biến nhận thức cho tôi, tham gia hoạt động cách mạng từ đầu năm 43, tuyên truyền ở trại binh lính ở tỉnh Sơn La. Riêng với anh Tô Hiệu, với tôi thì được tiêm bioculin, là cái thuốc bổ phổi đấy, thành bổ thôi. Tiêm cho thằng Khanh hết, tiêm cho thằng Kiểu hết, tiêm cho nó còn sống được, cho mai kia nó phục vụ cách mạng. Tiêm cho thấy đủ rồi, không tiêm nữa. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Chương, có thể nói rằng tinh thần Tô Hiệu thì luôn sáng mãi cho đến ngày hôm nay và còn lan tỏa cho đến thế hệ mai sau. Đó là một tinh thần mà kiên định tử sinh, đạp bằng uy vũ, chọn một đời vì đảng, vì dân. Vậy thì tinh thần Tô Hiệu cho chúng ta những bài học gì cho ngày hôm nay ạ? Nó là một cái minh chứng sống về cái đạo đức của người cộng sản theo những cái chuẩn mực của Hồ Chí Minh. Đó là lòng trung thành tuyệt đối đối với lý tưởng của Đảng, của cách mạng Việt Nam, dù ở nơi khó khăn nhất như là ngục tù hay là những sự truy sát khi hoạt động bên ngoài trong cái điều kiện hoạt động bí mật, đã thực hiện rất có hiệu quả các cái đường lối chủ trương của Đảng. Chuẩn mực thứ ba đó là đặt cái lợi ích của Đảng và của dân tộc lên trên hết, trước hết, hết lòng phục vụ nhân dân và gương mẫu trong mọi việc. Tô Hiệu khi tham gia
cách mạng không phải vì cái danh lợi cá nhân mà vì cái lợi ích của Tổ quốc, vì sự giải phóng dân tộc và giải phóng cho đồng bào. Nó cũng sáng tỏ cái chuẩn mực thứ tư mà Hồ Chí Minh nói về đạo đức cách mạng. Ở đâu ấy, trong điều kiện nào thì Tô Hiệu cũng ra sức học tập chủ nghĩa Mác Lênin, lấy phê bình và tự phê bình, hoàn thành các nhiệm vụ của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ. Và chính điều ấy làm cho đồng chí có một cái niềm tin, một sự trung thành trên cơ sở khoa học và đặt cái lợi ích của Đảng và của nhân dân lên cũng trên cơ sở khoa học. Tô Hiệu là một nhà lãnh đạo nổi bật, có những cái phương pháp cách mạng đúng để thúc đẩy cái phong trào cách mạng nước ta ở cái thời kỳ vận động của cách mạng tháng 8, đóng góp vào thành công chung của cách mạng nước ta. Nhưng phát huy cái tinh thần Tô Hiệu trong cái điều kiện hiện nay theo cái chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ giành được thắng lợi nhiều hơn nữa trong cái sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc chúng ta hiện nay. Vâng, một lần nữa thì rất là cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Trương đã mang đến chương trình ngày hôm nay những phân tích, bình luận về cuộc đời, về tiểu sử cũng như là quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Tô Hiệu ạ. Thưa quý vị và các bạn, sáng mãi tinh thần Tô Hiệu, ngày hôm nay trên quê hương của người chiến sĩ cộng sản kiên trung ấy, lớp lớp những thế hệ kế tiếp đang phát huy truyền thống của quê hương nghĩa trụ cách mạng anh hùng. Ngày nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân nghĩa trụ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và kiến thiết quê hương. Bộ mặt nông thôn không ngừng được đổi mới, đời sống nhân dân được cải thiện. Chính đồng chí Tô Hiệu là người đã khởi xướng ra phong trào giáo dục tại địa phương. Cho nên phát huy truyền thống đó thì Đảng bộ và nhân dân xã đã tập trung sức người sức của những năm gần đây, đã xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư đúng hướng, đầu tư cho giáo dục là đầu tư để phát triển nhân tài, thực hiện tinh thần của đồng chí. Thế nên đã đầu tư trên 100 tỷ đồng để tiến hành xây dựng và nâng cấp 3 cấp học: trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học cơ sở. Nghĩa trụ năm nào cũng vậy, là một trong những xã có phong trào học tập cao nhất của huyện Văn Giang. Hàng năm số lượng các cháu đỗ vào đại học, cao đẳng năm sau luôn cao hơn năm trước. Hàng năm mỗi năm đều có trên 100 cháu đỗ vào các trường đại học. Sự đổi thay trên mỗi con đường, góc phố và những địa danh của Sơn La mang tên Tô Hiệu đã là minh chứng cho quá trình học tập và noi gương người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Và Sơn La sẽ mãi tri ân người con trung hiếu đã hy sinh cuộc đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sáng mãi tinh thần Tô Hiệu không chỉ trên quê hương nghĩa trụ Văn Giang Hưng Yên, mà có lẽ những điều này còn được nhắc nhiều hơn nữa bởi tên người chiến sĩ ấy đã trở thành tên của thành phố, của trường học, nông trường, đường phố, thôn xã ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Cả nước tính đến thời điểm này có tất cả 20 đường phố tại 19 thành phố thị xã được mang tên đồng chí Tô Hiệu. Thành phố Hải Phòng từng được gọi là Thành Tô, tức Thành Tô Hiệu. 9 địa phương đơn vị hành chính, 30 trường học mang tên Tô Hiệu. Chương trình học bổng Tô Hiệu được triển khai tại Hưng Yên, Sơn La và Hải Phòng. Chúng em cần phải học tập tốt hơn, cố gắng trau dồi tri thức, hoàn thiện bản thân mình để từ đó có thể lan tỏa thật mạnh mẽ tinh thần Tô Hiệu đến mọi người, đến các lớp lớp thế hệ học sinh sau của trường. Đến thăm nhà tù Sơn La, nơi gắn liền với hoạt động đấu tranh cách mạng kiên cường của đồng chí Tô Hiệu, một người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Nơi đây vẫn còn cây đào Tô Hiệu quanh năm xanh tốt, những biểu tượng cho tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường bất khuất. Cái biểu tượng của cây đào đó thì không chỉ là đã được ghi vào sử sách và nó còn đi vào cái thơ ca, đi vào cái tác phẩm về nghệ thuật nữa. Đấy chính là biểu tượng của sức sống của cách mạng, đấy chính là biểu tượng của tư tưởng, của lý trí vươn lên của cả một dân tộc, hy vọng vào một cái tiền đồ tươi sáng của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, tấm gương tinh thần Tô Hiệu là tài sản vô giá trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Tấm gương tinh thần Tô Hiệu không chỉ thể hiện ở lòng yêu nước nồng nàn, ở phẩm chất đạo đức cách mạng, mà ở đó còn là tinh thần lạc quan cách mạng. Và sắc hoa đào vẫn thắm giữa tiết trời giá lạnh. Cái hạt non anh trồng, nở mùa đào cộng sản, nụ hoa trúng chím hồng, khoảng trời bừng nắng rạng.